Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Trở lại với các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay, đại sứ Hoa Kỳ ở tại Mexico đã đưa ra khuyến cáo cho công dân Mỹ bởi vì không phải là họ du lịch. Cái chuyện khuyến cáo du lịch là đương nhiên rồi, nhưng mà kể cả những người Mỹ đang làm việc hoặc là những người Mỹ về hưu đang sinh sống tại hai tỉnh lớn phía bắc của Mexico, Sonora và Sinaloa, có đường biên giới với Arizona, vô cùng cẩn trọng bởi vì cảnh sát của Hoa Kỳ trong cơ quan thực thi ma túy DEA phối hợp với phía Mexico đã bắt được tay trùm ma túy khét tiếng nhất từ năm 1985 đến nay. Chuyện gì xảy ra với Caro Quintero? Cảnh sát cho biết là tên này chịu trách nhiệm trong cái chết của một nhân viên cơ quan DEA từ năm 1985. Và họ nói rằng cái chết rất là thê thảm bởi vì người này bị bắt, bị tra tấn đến chết luôn là dưới sự chỉ đạo của tên Quintero này. Và phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo dõi và họ bằng mọi giá phải bắt được những cái tay trùm ma túy này mà họ nói là chịu trách nhiệm cho cái việc đưa ma túy vào Hoa Kỳ quá nhiều. Thì năm 1985, sau khi bắt được tên này và tìm cách khai thác những cái thông tin liên quan đến những cái hồ sơ về ma túy của phía Hoa Kỳ, nhưng mà không được, thì cuối cùng tên Quintero này đã ra lệnh giết luôn người nhân viên DEA. Họ nói rằng trong thời gian qua, đã với sự phối hợp với chính phủ Mexico, họ đã truy lùng ra địa điểm của tên này. Họ biết là ở hai tỉnh Sonora và Sinaloa, nhưng mà bởi vì hai tỉnh quá lớn và phần lớn là ở các khu rừng rậm, thì vào hôm cuối tuần vừa qua, trong cái lệnh phối hợp, nhiều trực thăng của Mexico phối hợp với Hoa Kỳ đã đáp xuống một khu rừng ở Sinaloa và họ bắt được tên này. Tuy nhiên, phía Mexico đã chịu thiệt hại nặng nề sau khi một chiếc trực thăng chở 14 binh sĩ thuộc cơ quan thực thi luật pháp của Mexico đã bị rớt. Cuộc điều tra hiện nay đang tìm hiểu xem có phải là những băng đảng ma túy đã bắn rớt chiếc trực thăng này hay là trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, chiếc trực thăng bị nạn. 14 người Mexico đã thiệt mạng trong vụ truy lùng tên này. Hiện nay đó là bên phía Hoa Kỳ đang kêu gọi phía Mỹ là cho dẫn độ tên này về Mỹ để xử tội về cái chết của người nhân viên DEA. Thế nhưng bên phía tòa Mexico chưa có phán quyết và họ dường như chưa cho phép để tên này, bởi vì sợ rằng khi tên này bị dẫn độ sang Hoa Kỳ sẽ không được đối xử công bằng. Thì hiện nay hai bên đang tranh cãi nhau về vấn đề dẫn độ tên Quintero này về Mỹ. Vâng, thưa quý vị, vào hôm qua thì phía cảnh sát của Indiana cũng đã công bố thứ nhất, đương nhiên là danh tính của cái tay súng mà đã bắn vào cái shopping mall mà làm chết hai người đó, thưa quý vị. Và danh tính của cái người anh hùng mà đã bắn hạ được y trước khi cảnh sát đến ngăn chặn được cái số người mà khiến cho y xém nữa giết có thể nhiều hơn nếu như không có cái sự xuất hiện của cái anh chàng này. Thì như quý vị cũng biết, thứ nhất đó là cái tay súng được xác nhận danh tính là Jonathan Superman, 20 tuổi. Và hai cái người nạn nhân mà bị y bắn chết là hai vợ chồng, ông bà Pedro và Rosa Pineda, 56 và 37 tuổi.
cái nạn nhân thứ ba bị thương đó là ông Victor Gomez, 30 tuổi. Còn riêng người phụ nữ 22 tuổi với bé gái 12 tuổi đó thì có thể là gia đình không muốn tiết lộ danh tính cho nên báo chí họ không có đưa tên tuổi lên. Và cái người thanh niên ở bên tay trái chính là người đã chặn được tay súng, anh Elisha Dickin, 22 tuổi. Thì bây giờ đó theo phía cảnh sát cho biết là họ ghi nhận cái tay súng đó, Superman E, đi vào cái shopping mall này đó là trước 5 giờ chiều. Nhưng mà khi mà vào đó là Y tiến thẳng vào trong cái restroom ở cái food court và Y ở trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến 6 giờ hơn, Y mới bước ra khỏi cái restroom và lập tức là bắn liên tục vào những cái người ở ngay cái food court. Thì chúng hai cái nạn nhân bị thiệt mạng và ba cái người khác bị thương đó thưa quý vị. Thì lúc đó cái anh Elisha đó, ảnh ở một cái khoảng cách cũng xa nhưng mà cũng ngay cái food court đó, và ảnh là người có giấy phép mang theo súng cho nên ảnh ngay lập tức đã rút súng ra. Theo như ảnh kể là chỉ đúng 2 phút sau khi mà Y xả súng thì anh này đã bắn tổng cộng 10 phát đạn ở cái khoảng cách xa và trúng cái tay súng này. Theo như phía cảnh sát cho biết đó, và các nhân chứng họ nhìn thấy là tay súng đó Y bị trúng đạn nhưng mà đã cố gắng là muốn lùi về cái phía nhà vệ sinh đó, nhưng mà Y có lẽ là bị thương quá nặng cho nên Y gục xuống. Và đến khi mà cảnh sát họ vào được đến bên trong đó thì Y đã chết ngay cái chỗ đó. Thì cảnh sát cho biết là khi mà vào bên trong cái restroom thì họ phát hiện là Y còn giấu thêm một cái cây súng trường thứ hai và một cây súng ngắn và một cái băng đạn 100 viên ở bên trong nữa. Và ở trong một cái bồn cầu đó, Y đã liền cái cell phone của Y vào là muốn hủy bỏ chứng cứ ở bên trong cái cell phone. Thứ hai nữa là khi mà cảnh sát họ điều tra được đến cái căn apartment mà Y thuê đó, thì cái laptop của Y đó, Y đã trước khi đi vào trong cái mall, Y đã kịp bỏ vào trong cái microwave. Và Y đã giống như là trong mấy cái phim chúng ta coi đó, microwave nó cái laptop coi như nó cháy đen thui hết rồi. Bây giờ phía cảnh sát cho biết mặc dù họ đang cố gắng khôi phục lại những cái dữ liệu ở trong cái cell phone với cái laptop nhưng có vẻ rất là khó. Và thứ hai nữa, cảnh sát cho biết là cái tay súng này đó là ngay trước khi thực hiện cái vụ xả súng là Y đã bỏ cái công việc ở cái warehouse và đặc biệt là đang nhận được cái giấy bị đuổi khỏi cái căn apartment mà Y thuê. Và trong cái record của cái tay súng này đó thì trước giờ Y chưa bao giờ phạm tội gì cả. Và đến bây giờ thì cái nguyên nhân vì sao mà Y thực hiện cái vụ xả súng vẫn chưa được khẳng định. Ở tại Ấn Độ rất nhiều đạo và các giáo phái đó, và trong số này thờ bò, thờ khỉ, thờ chuột, rất nhiều con vật được thờ, trong đó số khỉ. Ở Ấn Độ có tỉnh Uttar Pradesh và đến giờ phút này họ nói khỉ bởi vì người ta không đụng đến cho nên chúng phát triển khủng khiếp luôn. Đây là người mẹ xấu số trong bản tin khủng khiếp như thế này thưa quý vị. Bà đang có đứa con mới 4 tháng tuổi, bà có nhiều đứa con nhưng mà trong số này có đứa nhỏ nhất là mới 4 tháng tuổi thôi. Chuyện gì xảy ra chung quanh khu vực và trong nhà dân ở tỉnh Uttar Pradesh này, khỉ nghĩa là sống trong các đền thờ, rồi chúng càng ngày càng phát triển luôn. Người ta cũng cho nó ăn rồi nó vào rừng, nghĩa là rồi đến lộ nó phát triển quá đi. Cho nên chúng cũng thường xuyên tấn công vào nhà dân. Xui cho gia đình này, vào hôm thứ Sáu vừa rồi, bé trai Nidesh Upayai, nhà bị cúp điện. Ấn Độ hiện nay đang xảy ra tình trạng cúp điện luân phiên. Hôm thứ Sáu vừa rồi cúp điện, gia đình nói là họ đang chuẩn bị sinh nhật cho đứa anh lớn của đứa bé 4 tháng tuổi đó. Thì thằng bé nó khóc quá đi, tại vì nó nóng quá. Thế là gia đình đưa nó lên sân thượng chơi hóng mát cho nó đỡ. Thì trong lúc mà đưa lên sân thượng thì tự nhiên ông bố ông thấy khỉ từ đâu tới nó kéo qua. Và chúng thưa quý vị, bởi vì nó sống từ các đền thờ thì trong rừng chung quanh và chúng ngồi ở trên nóc nhà. Bọn khỉ này nó kéo tới càng lúc càng đông và bắt đầu hù dọa gia đình này. Người bố của bé trai 4 tháng tuổi đang ôm em và kể cả người mẹ nữa thì bị bọn khỉ tấn công. Khi mà chúng kéo qua càng ngày càng đông đó, thì ông hét lớn lên mà tính bỏ chạy xuống nhà thì không kịp nữa. Bầy khỉ đó nhảy qua sân thượng lên sân thượng nhà ông. Nó vồ lấy đứa bé.
chuyện gì xảy ra. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo.